khó. Xin chào, mình là Gizmo đến từ GBR và Yellow G, và đây sẽ là tập đầu tiên reaction rap Việt. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cái tập đầu tiên là mình sẽ react về cái theme song của rap Việt mùa này nhá, sẽ là bộ bảy quyền lực đúng không, bao gồm là Justin T này, Zuboy, Kerrick, Big Daddy, B-Ray, Thái Việt G, Andre. Bắt đầu thôi. Hold up, hết nấc mà sao mình nghe kiểu là hết lấc nhỉ? What the fuck, mình nghe Kerrick. Ok, nó là hết lấc đấy, nhưng mà cái subtitle nó vẫn ghi là hết nấc. Ừ, thì chắc là một pha tai nạn thôi. Kerrick dùng cái từ rén, theo như mình biết thì nó là của miền Bắc. Flow của Big Daddy đi, thì các bạn nghe rất là dồn dập, nó rất là kiểu nhịp nhàng mà nghe rất là rõ chữ, nói chung là mê, mới mê. Ok, vợ Andre cực kỳ cháy luôn. Andre thì cũng đã từng trả lời phỏng vấn với cả Billboard, thì là ngày xưa Andre cũng là ở trong GBR và là thế hệ F1 đấy. Và một cái fact cho mọi người thì là Andre chính là cái người mà đã nghĩ ra cái thuật ngữ là Next G, có thể hiểu như là Next Generation hoặc là Next Genius. Sau đó Andre và GBR nhé. Đây không tập phát. Đây không tập phát. Cái đoạn này nghe nó khá là chơi chữ đấy, thì không biết có phải là ý đồ của anh Tuấn Bưởi không, nhưng mà ok, em thích đoạn này. Tay không tập phát. Anh Justin T thì ở ngoài trông rất là nhỏ con, nhưng mà vai không năm tấc ta vẫn vượt gió. B-Ray thì trẻ, toàn năng, rất là đỉnh. Flow này, vocal này không có lẫn vào đâu được. Nhất là kiểu cái sự chuyển mình của B-Ray từ một cái con người xuất hiện với hình ảnh nó rất là gai góc, nó rất là kiểu hiếu chiến ấy, thì cái chất đấy nó vẫn không mất đi mà biến dạng thành Castle ấy, you know. Cái này là cái mà thấy mọi người kiểu có vẻ chia sẻ rất là nhiều ở trên internet một hai ngày hôm nay rồi. Rất là respect B-Ray nhá. Okay.
nhạc cụ dân tộc luôn. Không gì để bàn về OG Thái Việt Tri rồi. Là OG mà một người mà gần như là được coi như là khai sinh rap Việt đấy. Rap cái bài rap đầu tiên bỏ lên trên mạng với cái tên nghe rất là kêu, đó là Vietnamese Gang. So với cả cái bài anthem của rap Việt mùa 1, mùa 2 thì mình cảm thấy là kiểu nó rất khó là so sánh là cái bài nào hay hơn bài nào, bởi vì cái bài ở cái mùa 1, mùa 2 ấy thì cái tinh thần nó epic hơn, nó cinematic hơn. Phiên bản rap Việt mùa 3 năm 2023 này thì mới mẻ hơn, nó trẻ trung hơn, nhưng mà nó vẫn đạt được rất là nhiều yếu tố như là tiếng đàn dây như kiểu là nhạc cụ dân tộc gì á. Cái rap Việt mùa 3 này mình thích hơn so với cái anthem trước này. Đấy là cá nhân mình thấy thế. Cái tập ngày hôm nay nó đến đây thôi, bởi vì kiểu bây giờ tận 2 tiếng. Cái hứa hẹn là sẽ là một cái mùa giải rất là hấp dẫn đấy, và hy vọng là mình có đủ năng lực để tham gia đến cái mùa tiếp theo mà không phải là vai trò gì thôi, nhưng mà rất là muốn tham gia, rất là máu lửa. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái reaction tiếp theo. Yalo G baby.